Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin dự báo thời tiết đêm 19 ngày 20 tháng 9 của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh. Như thường lệ mở đầu bản tin sẽ là thông tin thời tiết các vùng miền trong tỉnh. Dự báo đêm nay và ngày mai, thời tiết các khu vực miền Đông, miền Tây và thành phố Hạ Long chưa có sự thay đổi. Vẫn phổ biến là ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ giao động từ 26 đến 34 độ. Còn ở vùng biển ngoài khơi, bao gồm cả huyện đảo Cô Tô, thời tiết khá thuận lợi cho các hoạt động trên ngư trường. Dự báo đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nam cấp 3, sóng cấp 1, cấp 2, tầm nhìn xa 10 km, nhiệt độ từ 27 đến 33 độ. Vừa rồi là tình hình thời tiết các khu vực trong tỉnh, có bây giờ chuyển sang thông tin thời tiết các vùng miền trên cả nước. Dự báo trong ngày mai, thời tiết tại Bắc Bộ khá thuận lợi, trời vẫn có nắng với nhiệt độ ban trưa phổ biến ở mức từ 32 đến 35 độ. Riêng một số nơi như Quỳnh Nhai, Sơn La có thể vượt ngưỡng 35 độ. Sau đó từ khoảng chiều tối đêm mai, do ảnh hưởng của áp thấp bị nén bởi áp cao lục địa tăng cường từ phía Bắc, nên tại các tỉnh phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác. Thời gian mưa tập trung chủ yếu vào sáng sớm, chiều tối và đêm. Sau đó mưa rông tiếp tục có xu hướng tăng hơn về diện trong khoảng ngày 21 tháng 9, nền nhiệt sẽ có xu hướng giảm nhẹ. Với các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, trong ngày mai, thời tiết hầu như ít biến đổi, phổ biến ít mưa và ngày nắng. Một số nơi thuộc vùng núi phía Tây như Con Cuông, Quỳ Hợp, Nghệ An có thể xuất hiện nắng nóng với nhiệt độ cao nhất vượt mức 35 độ. Sau đó từ đêm mai, sáng ngày kia, tại một số tỉnh thuộc Bắc Trung Bộ như Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh có thể xuất hiện mưa, mưa rào. Còn các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận do tác động của giải hội tụ nhiệt đới nên khu vực tiếp tục có mưa rông rải rác, tập trung vào khoảng sáng sớm, chiều tối và đêm. Vào ban ngày có nắng nhưng không quá gay gắt với nhiệt độ ban trưa khoảng từ 31 đến 33 độ. Lui xuống các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa rông nhiều nơi vào chiều tối, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 20 đến 40 mm, có nơi trên 70 mm. Trong cơn rông cần đề phòng các hiện tượng cực đoan như tố lốc và cả gió giật mạnh. Còn về nhiệt độ với khu vực Tây Nguyên, do địa hình đồi núi cao nên nhiệt chỉ ở ngưỡng từ 27 đến 30 độ. Còn ở Nam Bộ phổ biến ở mức từ 30 đến 33 độ. Chuyển sang thời tiết biển, ở khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ khu vực giữa và nam của Biển Đông, bao gồm vùng biển, quần đảo Trường Sa, có gió Tây Nam cấp 5. Riêng khu vực Nam Biển Đông có lúc trên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa.